Ủa vừa đấy có bị ướt không? Vừa đấy mình để sau kia mình ướt một chút. Nghĩ rằng là một cái thời tiết đẹp như này mà sao không làm được? Sẽ là kỷ niệm đầu tiên trong sách diễn của mình muốn tặng lên cùng các bạn. Dòng người vừa vàng nước
vội và hướng được như chiếc con thể được môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi.
Thank you.
Mọi người, có thể vỗ tay cùng Mimi cũng được. Nỗi buồn là do sương đang rơi trên lá cây. Bóng mình ông lung linh trong ánh dương vừa tàn. Nhìn em như đang khóc hoa. Như bắt đầu và hai ta đôi khi đau đớn. Ôi những chuyến đi thế gian buồn đi. Lỡ như gặp nhau. Anh nhớ xa xa đi.
khó khăn nhất, lúc mà mình mệt mỏi nhất. Anh rất là khó khăn để đứng ở đây và nhờ mọi người trợ giúp. Không nói nhiều, anh muốn cầu hôn em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lực đó nhé. Mời cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.